Hello mấy bạn, bữa nay mình cần hành lý cặp nến sồ này nha mấy bạn. Để mình quay tổng thể cho mấy bạn coi nè. Ngày đây mình chở dân chuyển nó hơi chạy chạy chút nha mấy bạn. Mấy bạn có mua thì mình lấy sơ mình quét lại chút xíu là muôn đen rồi. Em quay tổng thể cho mấy bạn coi nha. Bị chói nắng à. Này bát nó trong là bát bát neo luôn nha các bạn. Bát trong là bát neo mà con 75 nha các bạn, còn chép cho anh chép 750 chép từ thường à. Nay mình thanh lý cho mấy bạn 4 triệu cho mấy bạn về mới xài. Để anh chút mình test chất âm cho mấy bạn nha. Giờ mình test khúc nhạc cho mấy bạn nghe mấy bạn. Mình bắt chỉ hai cặp nến sồ này thôi nha mấy bạn. Hai cặp à. Quên lộn cặp chứ, cặp nến sồ. Không test súp nghe mấy bạn, không có bật súp lên nè, tại vì bật súp quay điện thoại quay cũng không được đâu. Rồi để mình test cho mấy bạn nha.